Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, bốn niệm trụ không sở hữu, bốn tránh đoạn, bốn thần túc năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, bốn niệm trụ không sở hữu, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không sở hữu, thì trong pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, pháp môn giải thoát không không sở hữu, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, pháp môn giải thoát không không sở hữu, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu, vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, mười địa Bồ Tát không sở hữu. Nếu trong Pháp ấy, mười địa Bồ Tát không sở hữu, thì trong Pháp ấy, Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện hiện, ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, năm loại mắt không sở hữu, sáu phép thần thông không sở hữu. Nếu trong Pháp ấy, năm loại mắt không sở hữu, sáu phép thần thông không không sở hữu, thì trong Pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, mười lực Phật không sở hữu, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng không sở hữu. Nếu trong pháp ấy mười lực Phật không sở hữu, bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng không sở hữu thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa pháp không quên mất không sở hữu tánh luôn luôn xả không sở hữu nếu trong pháp ấy pháp không quên mất không sở hữu tánh luôn luôn xả không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa trí nhất thiết không sở hữu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không sở Sở hữu, nếu trong pháp ấy trí nhất thiết không sở hữu, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, tất cả Pháp môn đà la ni không sở hữu, tất cả Pháp môn tam ma địa không sở hữu. Nếu trong Pháp ấy tất cả Pháp môn đà la ni không sở hữu, tất cả Pháp môn tam ma địa không sở hữu, thì trong Pháp ấy Phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa quả dự lưu không sở hữu quả nhất lai bất hoàn a la hán không sở hữu nếu trong pháp ấy quả dự lưu không sở hữu quả nhất lai bất hoàn a la hán không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa quả vị độc giác không sở hữu nếu trong pháp ấy quả vị độc giác không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa tất cả hạnh đại bồ tát không sở hữu nếu trong pháp ấy tất cả hạnh đại bồ tát không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật không sở hữu nếu trong pháp ấy quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng không sở hữu. Thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu, vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.